Em xin chào tất cả các bác yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em Thắng chuyên âm thanh Bãi Nhật lại quay lên với các bác một đôi loa của hãng Mắc In Tốc. Đôi loa này có model là Mắc In Tốc ML10C. Em nó xuất xứ từ Mỹ. Và đôi loa này em giới thiệu với các bác em về mấy tình trạng còn nhất là hoàn hảo, từ tuyến la căng, tuyến thùng quách cực kỳ nhà đẹp và tuyến loa. Sau đây em giới thiệu với các bác đôi loa Mắc In Tốc ML10C này xuất xứ từ Mỹ. Em nó có trở kháng nhà 8 ohm. Và mỗi một thân thùng của nó là của em nó là sử dụng một bát 25 phân, một chung, một tép. Và sau đây em giới thiệu lốt cái chiều cao và chiều rộng của em nó để các bác bày biện trong cái căn phòng nhà các bác. Em này có chiều cao nhà 63,5 phân và chiều ngang nhà 32,5 phân và chiều sâu nhà 28,5 phân. Em về với tình trạng còn nhất nhà hoàn hảo và thùng quách không bị bề lở và thùng gỗ lạ còn nhất là mới. Mà nói luôn đến hãng Mắc In Tốc thì nhất là nổi tiếng, các bác sẽ biết ngay. Và đôi loa này em nó đáp ứng được những cái căn phòng ngoài 20 mét. Và em nó đáp ứng được những cái dòng nhạc bolero, nhạc trữ tình, nhạc trước năm 75 thì ra tiếng bát, tiếng trung, tiếng tép của nó, của em nó thì cực kỳ là xuất sắc. Và em đừng ghép với một em âm ly đèn. Em âm ly đèn COD này của hãng Nhật. Và em nó nhà COD88SL. Và em nó cũng trở kháng từ 6 đến 8 ohm và em nó mỗi một kênh của em nó là được 35 W trên một kênh. Em nó chạy bóng KT88 và bóng tiền thì L34. Sau đây em cũng giới thiệu một đoạn ngắn gọn để cho các bác biết. Và các bác nào có nhu cầu thì gọi điện cho em hay đến trực tiếp cửa hàng em xem và kiểm tra. Và địa chỉ của em Thắng ở phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Em có số điện thoại là 0904 393 488. Em cũng giao hàng khắp mọi nơi. Các bác ở xa thì kết bạn Zalo với em và em sẽ quay cận cảnh chi tiết. Em tháo bát, loa và thùng quách, em sẽ quay cận cảnh chi tiết, em sẽ gửi video cho các bác. Và đôi loa này em đang bán với giá công khai nhà 18.800.000. Các bác ở gần thì cứ đến trực tiếp xem và nghe thử. Các bác ở xa thì cứ kết bạn Zalo với em sẽ quay trực tiếp cận cảnh chi tiết cho các bác từng mục và địa. Và sau đây em đến gần em quay cận cảnh chi tiết để cho các bác xem. Đôi loa Mắc In Tốc ML10C này, tuyến la căng của em nó cực kỳ nhà hoài cổ và chơi hay bày đẹp. Và thùng quách em nó sử dụng vỏ gỗ lạng cực kỳ nhà đẹp. Đây bên trái đây, em quay lút sang bên phải cho các bác nhìn. Đây bên phải của em nó đây. Đây nhà tem mác ở đằng sau của em nó đây ạ, USA đây ạ. Sau đây em cũng kết thúc video ở đây. Các bác nào mà xem được video của em thì nhấn cho em xin vào nút đăng ký và nhấn vào nút chuông để hàng ngày em lại quay lên với các bác. Em cũng xin cảm ơn các bác.